tối 2 tháng 7, chương trình nghệ thuật đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh Rực rỡ tên vàng diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo khán giả đến xem. Chương trình do ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện nhân kỷ niệm 46 năm thành phố Sài Gòn gia đình được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2 tháng 7 1976, 2 tháng 7 2022. Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra gồm 3 chương với 10 tiết mục đặc sắc. Những ca khúc được chọn trong chương trình khắc họa rõ nét tinh thần dân tộc, khát vọng đổi mới cùng với niềm hân hoan của người dân theo sự phát triển của đất nước. Đến với chương trình năm nay, khán giả có thể cảm nhận khí thế hào hùng của lịch sử, tinh thần hừng hực tình yêu non sông, đất nước, ý chí vươn lên cùng những đổi mới của đất nước. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự hội tụ nhiều giọng ca nổi bật như ca sĩ Duyên Huyền, Phạm Thế Vĩ, Thanh Sử, Thành Tâm, Ngọc Tuấn, Lưu Hiền Trinh, Hồ Trung Dũng, Hiền Thục, Thùy Trinh, Cao Công Nghĩa, Võ Hà Trâm, Hồ Tuấn Phúc, Phạm Đồng Diệu Ly, Tùng Cao, Thu Thủy cùng các nhóm nhạc như nhóm Thế Hệ Trẻ, nhóm MTV, V-Music, Mắt Ngọc, các rapper nổi tiếng T1, LC, Bencho. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.